Đến chiều, tiểu đoàn vẫn chưa được lệnh lên đường. Có điều gì bất thường đọng trên khuôn mặt lạnh căm của đại úy quân. Trên núi cao, ở phía sát xuất đường chính Nam Lào, những ánh chớp nhán lên muốn xẻ toạc trần mây đen. Tiếng lục bục không ngừng đổ xuống như cơn ho của một buồng phổi mắc bệnh lao. Mặt trời không có từ hôm thiếu úy Tiến về đơn vị mới. Sắc màu từ cao chiếu rọi xuống vẫn là thứ xám quét, nay đang lần đổi qua màu tím bầm. Sáng, trưa, chiều, thấy đều ui ui nhật nhật, và hoàng hôn là lúc mà tấm choàng đen từ phía núi bay về, như cánh dơi hoang đường, phủ chụp xuống đồng rạ khô. Giống ly cà phê đen rót chậm vào tách trà lần cần sắc. Thiếu úy Tiến thèm được nhấp môi vào ly rượu đắng. Một bi đông thì càng tốt, trong ấy chứa thứ dung dịch có nồng độ cao gần bằng thuốc sát trùng. Đổ vào cổ và lửa sẽ trào ra nơi hai con mắt. Rất mỏi mệt, Tiến thèm ngủ, Tiến thèm được say. Hạnh phúc hơn cho tôi nằm vật xuống, liệm người đi trên cơ thể trần truồng của một thứ giống cái nào đó. Nay sống mai chết không ai lường được, thì lầu mũ giang mai hoa liễu thảy là ba cái bệnh lẻ tẻ, phải không mày? Tiến ngoắt thằng lầu mũ đến, hắn đi như một đứa sợ đạp phải mìn. Ông thầy có điều gì sai bảo? Thứ gì nằm trong bi đông của mày? Nước lạnh, thiếu úy. Tao ghét nhất những đứa dối trá, hãy nhìn vào mặt tao khi trả lời. Nói láo cho bà vặn họng, em thề rồi đó. Thiếu úy như đang thèm khát một thứ gì. Phải mà quanh đây có chú gà nuốt dây thun đi quàng xiên thì xem như đời thầy trò mình được lên hương. Bản mặt mày láo liên y như một thằng du kích. Tao hỏi thật, lương như mày đào đâu ra tiền để chơi đĩ? Em bán đôi giày trần. Con đĩ đó già chát, tiền đâu có mấy hột, thiếu úy. Cái động bên hông chợ nó ra giá hệt như tấm bản thực đơn dán ở quán cơm bình dân. Dễ chịu lắm, tiền lính là tính liền. Ừ, dễ chịu đến độ phải đi cà khiển. Không chừng đụng xong trận này mày được thăng chức thái giám. Vẫn chơi hoài, thiếu úy. Đời em sương gió đã quen, đâu phải lần đầu mà thiếu úy phải quan hoài. Tiếng nhón mông để lôi chiếc ví ra. Ban trưa mày hỏi tao có người yêu chưa? Đó, nhìn đi em, người yêu tao đó. Cha mạ ơi, đại bàng ơi, em mà có được người trong mộng như ri đây thì 3 vạn cũng bỏ. Không chừng mang khai lý lịch chạy chọt để trốn lính. Mình tự khai tử mình để sống yên với thứ tình yêu bé nhỏ tầm thường. Thật sự thì có thứ tình yêu cao cả vĩ đại hay sao? Có chứ thiếu úy, thiếu cha gì, tình yêu quê hương đồng bào nè. Mày bắt đầu ca vọng cổ có phải không? Thôi được, nếu em đỡ đạn cho thiếu úy, thứ tình đó được thiếu úy đề cao không? Mẹ mày, đừng làm tao phải đau bao tử. Nếu chết tao sẽ đi theo mày phù hộ, tao làm cho đạn phải đổi đường bay thay vì cắm sâu vào thân xác mày. Đừng ăn mắm ăn muối, thiếu úy. Kiên cử dị đoan bao giờ cũng tốt cho một đời lính. Nhiều thằng đeo bùa tùm lum quanh cổ, sơ ý cúi đầu đi dưới dây phơi đồ lót của đàn bà, cắt bụp, thế là hồn du địa phủ. Chết rồi mà mắt còn trần trừng, ngó lên cái quần xì lip ni lông oan nghiệt treo toàn ten trên đầu mình. Sau tấm ảnh người thiếu nữ có ghi tên họ và địa chỉ chủ nhân. Thiếu úy Tiến lấy viết chép nó lại, không sai một dấu phẩy vào mặt sau bao thuốc lá. Mày giữ giùm tao tờ giấy này, kiểm điểm quân số mà thiếu vắng mặt tao thì mày hiểu phải làm gì rồi, đúng không? Nếu thiếu úy ngon lành còn đứng sừng sững ra đó, thì tao sẽ được đeo thêm một bông mai lên lò ngay tại mặt trận. Thằng trung úy Tiến này sẽ lấy phép về Cần Thơ. Em có bằng lòng lấy anh làm chồng không? Tao sẽ nói với người yêu câu đó. Tụi tao nắm tay nhau, không rời xa.
tiêu cho thật hoang phí một tuần lễ ở Đà Lạt. Đà Lạt, nó ở tận chốn Mô, trực thuộc quân khu máy, vùng máy chiến thuật. Mẹ kiếp, mày là phun rô hay dân tộc thiểu số? Em người Kinh, chánh quán làng Mỹ Chánh, Quảng Trị. Nước Việt gấm vóc, mày biết được cái rẻo nào, nói tao nghe. Quảng Trị, Huế, Sài Gòn, và cuối cùng là Hà Nội. Trời ơi, đời lính túi bụi lùng bùm như em đây biết chi nhiều cho mệt óc thiếu ý. Hòa Bình, có tiền có bạc, chưa chắc đã đi đó đi đây, huống chi bây trừ hột gạo phải biết cắn làm hai, ăn giờ ăn sáng. Thật là ngứa lỗ tai, phải nói lại là có tiền thì lo để dành mà chi cho cái khoản đéo nữa chứ. Oan em thiếu ý, nghe tin sắp đi hành quân, mình lật đật vác thằng nhỏ đi xả xuôi trước vậy thôi. Cho nó tắm chút hơi hướng đàn bà, biết mùi đời để mai này khỏi làm hồn oan trai tân. Cất cho khéo tờ giấy này đi, mày nhớ nắn nót khi biên cái địa chỉ ấy ngoài phong bì. Thiếu ý Tiến vỗ vai thằng lậu mũ. Nó ranh vặt khôn ngầm ở vấn đề này và ngu ngơ dốt đặt ở vấn đề khác. Có thể nó là một thằng lính lì lợm, một đứa nông dân chí thú cày sâu cuốc bẫm. Nhưng tuyệt đối nó không thích hợp cho việc ôm sách vở đi mài đích ở ghế nhà trường, nhắc đầy tai lời khuyên vàng ngọc của Thánh Hiền. Nó không hề biết trên quê hương này đã có một địa danh gọi là Đà Lạt, Hoàng Triều Cương Thổ. Và như vậy, cái giấc mơ luôn ấp ủ của Tiến, muốn tìm người chia sẻ, đã không được nói ra. Hình ảnh ngồi uống cà phê ở nhà Thủy Tạ, nhìn xuống những đôi tình nhân sánh vai đạp pedal lưu trên mặt hồ, có sương xuống nhiều, sẽ là thứ gì đó rất xa xỉ, đầy viễn mộng so với đầu óc chật cứng những lam lũ thấp hèn của nó. Đánh giặc, lãnh lương, về hầu cứ uống rượu, chơi đỉ. Chu trình kiếp sống thằng lậu mũ sẽ tái lập trong cái vòng tròn khép kín đó. Một vòng tròn không có khe hở, tựa cái vòng gắn vào chốt an toàn của trái lựu đạn. Nhổ nó đi, mỏ vịt bung ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. 6 giờ, đại úy quân phát lệnh trung đội 1 đi trước mở đường, thăm dò sâu vào làng xóm phía trong. Tiến sẽ dẫn vài thằng con đi bọc cánh trái theo đội hình cánh cung, yểm trợ nếu có chuyện. Đại úy quân muốn làm sạch khu vực có đường kính lớn, như thể mai hậu địa hình này sẽ dùng làm bộ chỉ huy tiền phương nếu lá chắn mặt trận phía Bắc bị vỡ. Tiến đi trong bóng tối, đầu giật giờ với những ham muốn chẳng tường hình. Câu thơ của tiền nhân lởn vởn đầy giễu cợt. Một trà, một rượu, một đàn bà cái lằng nhằng nó quấy ta. Tiến không biết uống rượu trong suốt thời gian miệt mài cắm đầu vào sách vở thuở học trò. Khi tóc xanh rụm xuống, nhận lãnh quân phục, ăn cơm nhà bàn, ngó ra bãi tập dã chiến chấp chới hàng chữ. Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Cơ thể Tiến bắt đầu thay đổi, như thứ trái cây già nắng phải tự mở bung để đánh rơi hạt mầm. Một ly nhăn mặt, ba ly lão đảo, cho tới cái nón sắt chứa đầy rượu vơi dần, để rồi sau đó nôn thốc tháo, ớn lạnh không nhớ đường về. Tiến dần hiểu ra cái không khí ắt có và đủ của một chiếu rượu. Trước tiên, nó biểu tượng cho hình ảnh một tráng sĩ, một đấng mày râu. Từ Hải chẳng hạn, Kinh Kha chẳng hạn. Sau đó, thấp thoáng ở đấy một thứ tình bạn thật hào sảng, chực tìm cớ để biểu lộ. Sang cơm sẽ áo, chia ngọt sẽ bùi. Anh em như thủ túc, bạn bè như y phục. Và cuối cùng, rượu, uống nó vào, nó vực ta qua một dây treo hai đầu nổi bi phẫn và sợ hãi. Ta bước quàng xiên, nhưng trái tim ta thôi co thắt. Tay ta bất ù đi khi hỏa tiễn bay ngang đầu. Ta bóp cò súng, gài ngất tự động với sự mê muội luôn có lý do để bào chữa.
Câu nói của Tào Tháo muôn đời vẫn ghi vào sử sanh bởi cái chân lý cụ thể. Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Tiếng đi, đi trong mê thiếp và đi trong căng thẳng. Những sợi dây thần kinh ở não bộ khi chùng xuống lại có lúc giãn nở hết bề dài của nó. Một cái giường, không tưởng được nó quan trọng và sáng giá đến ngần ấy. Rồi ta cũng được nằm xuống thôi, ngủ ngon trên đồi sương đầy cỏ êm. Tiến nói với chính mình, Tiến thù ghét cái mập mờ có ở đằng trước. Tiến thích được dàn quân ra, dưới ánh mặt trời, hai phía thù nghịch đối đầu. Nằm súng khét bỏng, cổ họng khô khát, máu sẽ đổ và nếu chết, mọi cách thế khi từ giã cõi đời đều giống nhau, minh bạch và sòng phẳng. Tiến ghét ám khí, những đứa tiểu nhân, những thằng du kích ẩn mình nằm ở hốc kẹt nào đó. Một viên đạn bắn xé, đủ thời giờ để ngắm kỹ từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi. Con mồi rớt xuống, rụng trong câm lặng, không kịp kêu tiếng cuối vĩnh biệt cuộc chơi. Nhưng chiến tranh, nó không mỏi mệt sinh đẻ ra vô vàn những binh đoàn tiểu nhân, cả một biển người tiểu nhân. Tiến đi, đi cho tới hồi nghe tiếng thằng lậu mũ la lên. Ai đó? Cơ bẩm chuyển động, tiếng sắt thép va chạm sắt lạnh. Kim kích hỏa ngóc đầu, chuẩn bị đập vào đích viên đạn đồng. Tiến ngồi thụp xuống như một phản xạ tự nhiên. Tay đè nón sắt, mắt nhìn sớm sắc. Trời ạ, một đứa con gái. Lạy Chúa tôi, nó từ đâu hiện ra giữa đồng không mong quạnh này? A-di-đà-phật. Ở một đêm không trăng không sao và không luôn một đốm hỏa châu, nó dòng hai tay lên cao, tóc dài sắc sơ, áo quần phong phanh lấm lem bùn đất. Nó siêu độ chẳng khác một hồn ma biên giới, vô thừa nhận, lạc lõng và sinh lầm thế kỷ. Nó nhỏ, điểm nhận dạng đầu tiên đập vào mắt Tiến, chứng minh tuổi nó đâu khoảng 15-16. Sau lưng nó là bóng tối mênh mông, nó đi một mình. Hai mắt nó long lanh, ngấn lệ nằm kia chẳng chịu rơi xuống khỏi bờ mi. Nó không mù lòa làm đường lạc lối. Thân hình ốm yếu ấy đang rung lên, nó sợ hãi loài người hay cái lạnh của đất trời khiến nó co giật từng hồi như bị động kinh. Em từ đâu tới? Em đi một mình hay đi với ai? Tiến hỏi khi đứng thẳng người lên. Thẩm quyền đã phát ngôn, thằng lậu mũ đằng hắn tiếp nối. Nói mau. Đứa con gái đứng như trời trồng, môi mím chặt, khuôn mặt tái mét bất động. Chỉ có hai giọt nước mắt bắt đầu lăn đổ xuống triền má, bò chậm rãi, dừng lại, đồng hạt ở dưới cằm. Giọt nước mắt nào cũng đều giống nhau. Nước mắt Huyền hôm nào ở bến xe đò tiễn biệt cũng thế. Trong vắt như hạt kim cương chưa mài dũa. Nó chảy và lôi trái tim mình mềm yếu trong theo. Không phải vô cớ, người Tây Phương cũng có chung một nhận xét. Nước mắt là vũ khí của đàn bà. Này em, đừng sợ hãi. Nãy giờ em có nghe tôi nói không? Hãy gật đầu nếu em nghe hiểu. Thiếu úy Tiến nói, chân bước gần. Phía trên, mái tóc thấm ướt đầy sương cúi xuống. Tốt, vậy là em nghe được giọng nam của tôi. Nhà tôi ở rất xa chỗ này. Còn nhà em cư ngụ ở đâu? Đứa con gái chỉ tay vào khoảng tối phía sau lưng. Có thể nó câm, có thể nó xa lánh lửa đạn từ sáng sớm và lạc mất người thân tới độ lạc hồn. Xóm làng nó đang có giao tranh. Trước mặt nó cũng sẽ ám tối như thứ bóng đen mà nó vừa từ bỏ. Tiến ra hiệu cho thằng lính mãi chỉ nòng súng vào người con bé. Mày có áo ấm, khăn quàng hay thứ vải vóc bậy bạ gì đó không? Tấm pông sồ được lôi ra khỏi ba lô. Tiến đón lấy,
trăng mở sột soạt chất ni lông rít rác ấy để sau cùng phủ chụp lên vai gầy của cô gái. Từ thân thể kia phát tỏa nhiều mùi lẫn lộn. Khói củi ẩm, mồ hôi, hương hoa chanh, bồ kết và mùi đặc thù của gái mới lớn. Một đóa tường vi là cách ví von cường điệu, nhưng mong manh dễ úa tàn, là hình ảnh đứa con gái đang mang. Tiếng không mường tượng ra được nếu nó đi lạc sang hướng khác, gặp toán ác ôn côn đồ nào đó. Hậu quả tất yếu sẽ đến là một đối xử tàn tệ cỡ nào. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Mọi thứ có thật sự đúng như lời van xin ấy không? Nghe buồn lòng và thứ tha. Mình tính sao thiếu úy? Lấn vào sau chút nữa hay sao thiếu úy? Một đứa cất tiếng hỏi. Tiếng thừ người, cố tập trung suy nghĩ. Có lẽ vậy. Điều chúng ta cần làm trước tiên là vào trú tạm một căn nhà nào đó. Em có biết quanh đây có chỗ nào gần để tụi mình tạm nghỉ chân không? Đứa con gái lắc đầu. Nó quả là một đứa bé lạc loài. Tiếng nắm tay nó dắt đi, bàn tay lành cống, không gầy nhỏ như tiếng lầm tưởng. Em cuốc đất, em cong lưng trên những nương khoai sắn. Và tuổi trẻ em trôi đi ơ hờ, loãng tan như cọng khói mà cha mẹ em xông đốt ở góc vườn mỗi chiều thôi lam lũ. Phải vậy không? Em tên chi? Thiếu úy Tiến hỏi. Đứa con gái ngậm câm. Tiến không hiểu, nếu anh được điều về ban hai làm việc, cơ sở tình báo ở đó sẽ dạy em những mánh lới nào khi gạn hỏi lấy khẩu cung tù binh. Anh sẽ được gửi đi học khóa Phượng Hoàng. Anh sẽ dắt lính đi khui mở từng hầm trú ẩn một, có nơi cái địa đạo đào chằng chịt dưới lòng đất của đối phương. Chúng luôn là thứ ma cà rồng. Ban ngày trốn biệt im hơi, đợi bóng đêm đổ xuống làm đám dơi túa ra chập chờn, gieo rắc những kinh hoàng. Cánh đồng này chẳng thấy dơi, chỉ có những con đom đóm bay mờ ảo với chất lưng tinh khi tỏ khi mờ. Mồ mã và ma trời gộp thành cơn ác mộng luôn về trong giấc ngủ của Tiến thuở còn thơ ngây. Cuối cùng thì cả bọn bắt gặp một cái miếu hoang. Trong khoảng tối dày, ẩn hiện bóng hình con cọp nhe nanh vẽ trên vách vôi tróc vữa sống động một cách lạ lùng. Miếu thờ thần gì? Chẳng lẽ quanh đây có ông cọp ba móng độc đáo như truyền thuyết dựng đặt? Mỗi địa phương rỉ tai theo dệt một cách riêng để biến hóa câu chuyện đi gần tới đích thần thoại. Đêm 30, cúng giao thừa xong, hãy mang đến miếu dâng lên một cô gái còn trinh thì dân làng mới được sống trọn năm trong hòa bình thịnh vượng. Bằng không hả, từ chết tới bị thương đếm không xuể đâu. Chắc chắn, đứa bày chuyện kia sẽ là thằng đàn ông mắc bệnh bạo dâm. Hoặc ngược lại, nó bất lực tới độ căm ghét đàn bà. Nhìn hình cọp, cô gái tỏ vẻ sợ hãi, co quắp ngồi dựa lưng vào trụ cột. Xây lưng với thứ bùa chú thờ phượng kiểu kỳ cục nọ. Sách vở, binh thư, kỷ yếu đi hành quân không cho phép lính tráng đốt thắp một ngọn lửa sưởi ấm. Đốm sáng nhỏ nhoi đầu điếu thuốc cũng nằm trong khoảng nghiêm cấm. Thiếu úy Tiến chia cắt phiên gác, ngồi đợi những tiểu đội khác tới bắt tay. Em sẽ đi đâu? Ngày mai khi trời sáng, tôi sẽ dẫn em ra quốc lộ, chỉ cho em biết một lối đi an toàn. Em cũng không biết mình đi mô nữa. Ngạc nhiên, bất ngờ và có chút vui thú gieo vào lòng Tiến khi nghe đứa con gái trả lời. Tiến bước lại gần, ngồi bên cô gái như muốn hơi ấm từ hai cơ thể sẽ giao thoa, cùng nhau sưởi chung một luồng nhiệt lượng. Tiến đoán cô gái đã bớt mệt, đã có thì giờ quan sát để rồi tin cậy anh. Trả lời câu anh hỏi khi mấy thằng lính đã rời ra, thôi hầm hè với súng ống. Tôi cũng thế. Đó là tâm trạng tôi khi ra trường, chọn đơn vị. Nhiều con đường làm chúng ta hoang mang,
như đứng trước một ngã tư. Không phải, em chẳng có được sự lựa chọn nào hết. Mặt đứa con gái đanh lại, nó muốn tạo vẻ cứng rắn, nhưng đó là cái cứng rắn đầy gượng ép. Nó sửa soạn khóc, hai vai bắt đầu rung lên dưới tấm bông xô dài lết phết. Để an ủi, Tiến quàng tay qua vai nó, đứa con gái không phản ứng. Anh là cấp chỉ huy. Không, ừ, thì cứ cho là vậy đi, cấp bậc anh chỉ là thiếu úy. Ít ra thì những người lính đứng ngoài kia sẽ phải nghe lời anh, đúng không? Em cần gì ở anh? Nói đi, anh sẽ giúp ở cương vị một người thiếu úy. Em đánh rơi gói hành lý chứa đựng những thứ quý giá là tài sản của cả gia đình em. Anh thử nhờ họ tản mát ra tìm giúp có được không? Loanh quanh đâu đó không xa đây. Tiếng ngó vào mặt đứa con gái. Bóng tối chẳng giúp anh nhìn ra vẻ thật thà mà anh muốn nhìn thấy. Mọi thứ sẽ nằm yên ở đó và ngày mai chúng ta sẽ bắt gặp trở lại thứ mà chúng ta lỡ đánh rơi. Em sẽ chết mất. Gia đình em sẽ điên loạn nếu không tìm lại được. 5 lượng vàng, giấy tờ sở hữu chủ ruộng đất, khai sinh giá thú bằng tiểu học. Tất cả gói chung trong một bọc vải. Trời ơi! Biết hồi mô trời mới chịu sáng cho. Anh cũng nôn trời sáng, anh ghét bóng tối. Yên tâm đi, anh hứa bằng mọi cách sẽ tìm ra cho em. Em tên chi? Em tên Hồng. Hồng có đói bụng không? Em không đói, em chỉ lo và lạnh. Thiếu úy Tiến có cảm giác như Hồng đang nhích sát vào người anh. Những ngón tay Tiến bấu chặt vào vai cô gái. Anh cố xua đuổi hình ảnh Huyền vừa chợt hiện. Huyền không cho tay anh đi hoang vào sau làng vải áo, không bao giờ. Anh nhắm mắt, hít hương mùi từ cơ thể Hồng. Hãy cho em đi tiểu một lát, anh quay mặt lại, hoặc tốt hơn anh tới đứng đằng kia. Thiếu úy Tiến nghe lời. Đó là thứ mệnh lệnh thật dễ chịu. Nhưng anh làm biếng khi phải dời đổi. Anh ngồi yên trên cái nón sắt, cúi mặt xuống trốn giữa hai đầu gối. Tuy hai tay bị án che, Tiến vẫn chờ đợi và tin là anh sẽ nghe ra tiếng róc rách kỳ lạ của một dòng nước thoát đi từ khe hở, chảy xuống giữa hai chân Hồng. Tuồn như bộ phận thoát nước của động vật nào cũng đều nằm giữa đôi chân. Thân thể người ta chia làm 3 phần, đầu, mình và tứ chi. Sao ít ỏi thế? Sao tiết kiệm lời nói thế? Đại cương quá, tầm quát quá, nói khơi khơi. Ngồi yên, nếu mày cử động hoặc la lên tao sẽ bắn vỡ sọ. Tiến giật mình, cảm nhận hơi lạnh của một vật thể kim loại nào đó dí sát óc mình. Cái lạnh kỳ cục, tựa luồng điện truyền nhanh vào người khiến phải rung bắn lên. Giọng nói Hồng nghe lạ hẳn, như cọp thần trên vách miếu đã nhập vào người cô, điều ngoa, giảo hoạt, mưu thần chức quỷ. Tay Tiến lần bò những ngón xuống nền xi măng loang lổ trống trơn. Khẩu súng đặt ở đó đã không còn. Thật là trẻ con, Tiến rủa thầm. Anh rà soát trí nhớ, những ngón tay ấy lại phải bò trở ngược lên đùi. Con dao dắt ở lưng quần luôn chung tình không xa rời Tiến. Hoặc giả chính anh chẳng hề biết phản bội nó. Anh đã hơn một lần dùng mũi nhọn của dao khắc tên Huyền lên chiếc bật lửa Zippo. Đầu óc Tiến căng ra. Chưa ai dạy thiếu úy Tiến một thế võ hiệu nghiệm để đối phó với tình huống lạ lùng này. Nghiêng đầu sang một bên, Tiến tính toán, tay phải nắm mũi súng giật tới đằng trước. Cây dao rút thật lè ra khỏi vỏ, cắm nó xuống vội vàng, ngập vào trũng ngực. Máu sẽ loang ra, chảy quanh bên đôi vú xuân thì. Hình ảnh đó làm thiếu úy Tiến run tay. Anh không hề coi dao là vũ khí dùng để đâm thọc vào bất cứ giống sinh vật nào. Gớm tay,
đâm một đứa con gái yếu đuối. Trời ạ! À. Chỉ đạp phải một cây đinh khi lạc hồn đi với Tiến trong công viên. Huyền đã đau đớn suốt 3 ngày, đã nhắc chơi, đã đổ tội lên đầu Tiến làm bức rứt thêm tại anh đó. Tình hình sẽ đổi thay, kết thúc sẽ xoay qua hướng khác nếu không có sự xuất hiện của thằng Lậu Mũ. Ông mẹ ơi thiếu ý! Hắn la lên. Việc cộng, bớ anh em, việc cộng. Hừ, tao đã nghi ngờ từ ban đầu. Thiếu ý Tiến nghe một tràng đạn chắc chúa vỡ ra, ù tai. Mùi thuốc súng tỏa lan, những đốm lửa nhảy múa. Có lẽ khẩu súng của anh đã phản bội, găm những viên chì công phá vào thân thể thằng Lậu Mũ. Cũng có thể trong hoảng loạn, chính thằng đệ tử ấy đã lia nguyên cả băng đạn về hồng, chia đều một nửa cày vỡ lòng ngực người thiếu ý. Hồng, cô du kích hay giao liên tuổi còn bé bỏng, đổ gục thân thể của cô xuống người Tiến. Tư thế nằm chồng lên nhau như lối giao hợp chưa từng có của một đôi uyên ương. Môi Tiến thấm ướt nước miếng chảy ra từ miệng Hồng. Anh nhấm nháp cái vị ngọt nồng và tỉnh táo nhận biết đó là máu từ ngực cô ta nhễu xuống từng giọt, từng giọt. Thiếu ý Tiến từ tốn đóng khép dần vọng mô. Anh thấy mình ngồi bên thung lũng tình yêu, mặt hồ than thở, loan những vòng đồng tâm từ hòn cùi được ném ra khỏi tay Huyền. Tiếng cười trong vắt của người vợ tương lai gây nhiễu loạn như tiếng núi đồi hồi âm. Trôi giật giờ ở đâu xa, lướt đi trên rừng thông bài hát vọng điệp khúc buồn. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. Tiếng biết lời hát ấy là thứ thông điệp chống chiến tranh. Mưa rơi hỗn loạn xuống đất, ngầm hiểu là bom đạn thay phiên cày xới. Và thực sự trong chúng ta, ai sẽ làm cho nó ngưng lại? Mưa vẫn rơi, dồi ướt nghe ngói hình hài. Tiếng thấy lạnh, hỡi Huyền dấu yêu ở nơi xa, chính anh đã phản bội một lời thề. Chiếc thẻ bài đeo ở cổ Tiếng rời khỏi vị trí phơi mình ra giữa gạch đá. Họ tên, số quân, loại máu. Ai cậy miệng Tiếng để nhét nó vào? Ai cột chặt nó với sợi dây dày của Tiếng? Bông xô trên người Hồng, ai dùng nó để bó thay người thiếu úy trẻ?